Em quen nhau trong trường hợp nào? Thì hôm đó là mùng 2 Tết, ông anh mới rủ là đi nhậu với ông anh. Thì nó lại mới gặp là chị ruột của ấy đang ngồi nhậu. Thì chị ruột của em mới rủ, thôi giờ em về nhà anh chơi. Thì qua nhà ngồi chơi thì thấy hai chị em đi về, kêu giỡn, hai đứa em của chị dễ thương quá nha, làm mai cho em đi. Với hai mới nói không biết hai đứa em muốn lựa đứa nào mà lựa. Nói sao chị dễ vậy, em lựa hai đứa. Khi mà ngồi chơi vậy thì cô ấy mới lại ngồi gần. Lúc đó chơi với bạn bè, em thắng lớn quá em mừng, em nhảy qua em ôm của em hôn, quay qua tán cái tỉnh ngủ luôn thức tới sáng. Tán cái tỉnh ngủ luôn hả? Thì tại vì mới quen lần đầu tiên mà ảnh ôm em thì em tán liền, phản xạ vô điều kiện vậy đó. Nếu như bây giờ mà kêu tán lại em dám cho để tán không? Vậy là em phải làm không lại đúng như rồi, vậy đúng rồi. Trời ơi, tôi mừng quá bạn ơi. Lúc đó chị Hai mới kích em, chị Hai nói là bây giờ mày cua nó đi, mày cua nó được thì ta sẽ dắt mày đi ăn lẩu. Thì mình mê cái nồi lẩu chứ mình đâu có mê ảnh. Cũng vì nồi lẩu mình xin số điện thoại. Thì tối ngày hôm sau điện thoại rủ đi chơi. Chở đi 3 lần vậy là hết được chở rồi. Tại bị gia đình phát hiện cấm không cho quen. Ba mẹ thì lúc đó khó lắm, không có cho quen bạn trai. Thì nhờ con nhỏ em thì hai chị em đi chơi chung. Em thì em đi chơi với anh này, còn nó thì nó đi chơi với gậy của nó. Nó đi chơi gậy nó thì ngày đó đó, hai đứa đang đi chơi thì nó mới giận bồn nó. Nó bỏ nó đi về. Về tới nhà ba em mới gặn hỏi hoài. Thì nó phải khai thiệt tại vì ba em khó mà dữ lắm. Thì về thì bị quýnh một trận rồi không có ra khỏi nhà. Cắt liên lạc thì ông nào cũng bò qua tới nhà luôn. Đi anh đi xe, đi xe chứ. Đi xe. Đi xe. Đi vô là gặp bác trai đang ngồi uống trà coi đá banh. Bác gái thì ngồi đó gót trà cho ổng uống là biết là ổng cũng có quy trong gia đình. Đi vô thưa hai bác, không nghe nói gì hết. Thưa hai bác cũng không trả lời. Nói thưa hai bác, ừ. Lần thứ ba mới ừ. Ừ xong quay lên coi đá banh tiếp. Ổng coi xong đá banh rồi mới nói chuyện mình. Tên gì, quen với bé chị được bao lâu, rồi đi làm gì. Em thiệt tình em trả lời con tên Tâm, quen với chị được 3 ngày. Ở nhà ăn chơi game, con không có làm gì hết á. Khi nghe vậy á, bác trai không nói hết trơn, đặt cái ly xuống, rót cho em ly trà. Nói con uống đi, uống xong, nói thôi con về đi. Em mới hỏi vậy là làm sao bác? Mày suy nghĩ thử coi, mày quen nó, nhà mày đất nhiều không? Hỏi chi bác, để ở không cạp ăn. Bác duyên dáng quá vậy nữa. Bác duyên dáng Việt Nam nha. Rồi sao? Chứ là nói nhà con không có đất. Rồi nói vậy thôi, bác nói nhiêu đó nãy giờ mày chưa hiểu. Nói bác nói rõ ràng cho con hiểu. Con dốt lắm. Tôi cũng nghĩ là để giỡn thôi. Ổng mới nói thôi giờ bác nói rõ ràng, con không có làm gì ra tiền hết, mà suốt ngày con chỉ chơi game vậy, rồi quen với chị, rồi quen rồi thời gian rồi cưới về rồi làm gì ăn. Lúc đó không dám trả lời gì nữa hết, thôi lặng lẽ đi về. Cô ấy nói là giờ thôi để em đi xin việc làm cho anh đi làm. Xin cái gì? Xin làm bên công ty dài á, thì anh đi làm em phải đi canh. Cứ trốn là đi chơi game không à. Làm 3 ngày thì nghỉ 4 ngày. Tội nghiệp vợ em lắm, sáng giờ nào đi canh em đi làm. Rồi sao nữa? Thì vậy anh cứ trốn rồi anh chơi game hoài. Đến nữa mà 4 tháng sau bị đuổi luôn. Chuyện quen hai đứa cũng vẫn còn lén lút. Nên trước cái ngày bị đuổi á, tranh thủ chạy qua nói bà bây giờ hai đứa con muốn đám cưới. Tại vì nếu mà giờ đùng ra mà em mà bị đuổi ông đâu cho đám cưới. Em phải tranh thủ làm liền. Tranh thủ trước ngày làm mẹ mà nói chết chết. Là chạy về nhà nói với ba mẹ. Ba mẹ nói mày nói chơi nó thiệt. Nói thiệt. Thiệt hả? Hỏi mấy lần nó thiệt cưới đi. Rồi lúc đó là gia đình bên vợ có chịu không? Đồng ý. Tại vì là qua nói dốc. Gạt là con đi làm. Dạ rồi. Mặc áo công ty mà. Mặc áo công ty đàng hoàng đeo sẵn tên đi vô bác con qua chơi. Cái ổng gặp nói nào vậy, cái nói con Tâm bác ơi, bây giờ thời gian con cũng giấu bác, con cũng quen với bác Hồng vậy đó. Rồi giờ thôi bác cho hai con tiến tới hôn nhân luôn. Hai bác mới kêu muốn gì thì kêu ba mẹ con qua đây nói chuyện. Trước khi hai đứa tính là em phải bắt ảnh làm cái bản cam kết, phải hứa là phải đi làm mới cưới. Nhưng mà sau khi đám cưới thì là bao lâu thì em bị đuổi? Trong thời gian đó là bị đuổi. Nói chung là dán nó đóng thuyền rồi anh ơi, chẳng lẽ đuổi em về. Bao lâu thì ba mẹ vợ em là biết em bị đuổi? Chắc giờ lên chương trình mới biết. Giờ lên chương trình. Ủa bây giờ chưa biết luôn á.
Lộ bí mật rồi. Tức là bây giờ còn đi làm không? Sau đám cưới là em phải đi xin việc làm chồng. Trong khi mà viết tờ cam kết là bắt đầu đi làm từ đó đến nay luôn. Mà giờ mê làm hay còn mê game? Không, bây giờ bỏ game rồi. Mê coi siêu nhân. Siêu nhân bây cao, giờ... siêu nhân cuồng phong hay là... Không nhận em yêu thích những nhân vật mà nó như trưởng thành ghê.